cái này là bữa nay là chương trình dạy Việt ngữ đó, trường Hồng Bàng đó, thì là khoảng 1:27 mình nói á, em ngồi chờ bà xã đang dạy, và bữa nay xui á là cái lớp của bà xã đó là nó trái ngay lớp bả, lớp đó là lớp dạy tiếng Việt à, mà thường thường á là tới khoảng 30 học sinh phải không, mà cái này nó trong vòng có 3 phút mà nếu mà anh nghĩ là that's really bad. Anh đang ngồi trong xe anh kia là tại vì bữa nay là nguyên một cái trường á nó đi chào cờ, tại vì cứ là cái thứ nhật hàng tháng đầu tháng á là chào cờ, thì anh đang ngồi để anh chờ bà xã về lớp á, thì anh mới đem mấy cái laptop với lại đồ của bà đi dạy vô tập cho bà. Thì mình ngồi mình quay cái mặt ra ngoài kia phải không, tại xe đậu đó mà không biết sao mình canh giờ mình vô thì mình quay mình thấy khói đen bốc lên hết trơn á, đó là nó chỉ có một cái đốm mà 3 phút sau là đột hô tinh nó nhanh lắm. Người em đi ngồi chờ chào cờ đó, bữa nay có chào cờ đó. Dạ. Thì đi chào cờ đó thì một trong cái đó có một cháy của cô giáo là nó thấy được chạy ra nói cháy. Anh nói lớp học hấp của cái gì mình không có học sinh nó ở ngoài sân mình chào cờ. À. Lúc hồi khoảng 1 giờ, trước 1 giờ, tại em đưa con đi học 1 giờ. Em về cái nhà chưa đầy 5 phút đã gọi nó cháy rồi, nó kêu đi rước nó.